Dạ con chào cô Nguyệt nha cô Nguyệt. Xin chào. Này hôm nay lâu quá trời luôn mới gặp cô Nguyệt á. Dạ. Hôm nay tìm cô Nguyệt cũng vất vả luôn á. Dạ, hôm nay cô chú cũng gọi con nhiều lắm, kêu con quay cô Nguyệt cho cô chú xem. Hôm nay cũng khoảng từng 10 ngày hả cô Nguyệt? Dạ, 10 ngày có. Dạ. Hôm nay cô Nguyệt làm gì hả cô Nguyệt? À, mấy bữa cô Nguyệt gặp quý vị mở trên mạng á, hỏi muốn tu học á. Có nhiều cái người ta không có sáng tỏ về vấn đề bên phần củ quyền người ta đó. Cô Nguyệt dắt họ đi để tìm hiểu, người ta giải thích cho hiểu, người ta vui vẻ. Năm người lận cô Nguyệt dắt đi vậy đó, giúp mình biết được cái gì thì mình giúp người ta. Rồi chuẩn bị về rồi cô Nguyệt sẽ lên danh sách người nào họ tâm ứng á, thì cô Nguyệt gửi lên trên chú Ba Lực á, vô Thần Nông á, để ngày đó mình có được cái biết được cái ngày mà mình được đi thọ thì họ cõi xuống rồi mình đi đó. Công việc của Nguyệt là như vậy, ai đến đăng ký, gọi điện đăng ký thì Nguyệt phải đưa danh sách lên. Giờ xong rồi, xong xuôi công việc đó, bắt đầu Nguyệt phải về làm cái dây chai còn sót lại á cho sạch hết, để chuẩn bị đi tiếp. Đi núi á, kỳ này đi núi á. Đi thì... núi là mình đi núi để mình lại Phật hay là đi núi để làm cái gì cô Nguyệt? Đi núi này là cũng là chưa bằng đi thăm mang thông điệp nha. Đi mang thông điệp núi này núi kia. Mà cô Nguyệt thì không biết kêu tên gì, tại vì người ta sắp đặt tên cho mình đi vậy á, mình chưa biết đi núi nào trước vậy đó. Mấy núi trên núi Cấm á. Dạ, đi mang thông điệp. Màn này là mang thông điệp, để người nào bắt được thông điệp là mau thành Phật. Còn bắt không kịp thì không biết thành gì, con mẹ không biết ạ. Thành người. Thành người, thành gì. Kệ, mau thành Phật đi. Mỗi thông điệp con mẹ đến ở đâu, núi nào thấy con mẹ đến là bắt thông điệp đi. Con mẹ chỉ đến là biết cái thông điệp của con mẹ là bắt ánh sáng, quán âm thanh, bắt điển tra. Vậy đó là thông điệp vậy đó. Giờ ai mà biết được thì mau mau đến tìm cái pháp đó là thành Phật thôi, dễ lắm. Còn muốn thành người thì mọi người lựa chọn vậy. Có việc vậy cũng không có làm cái gì mà ác hết đó. Cái cuộc đời của Nguyệt là vậy đó, mang ánh sáng đến cho mọi người. Vậy thôi. Dạ, là cũng như là cô Nguyệt nói là cô Nguyệt sắp rời bỏ cái nơi mà gia trai của Nguyệt ở trên Long An, Đức Hòa vậy ha. Đúng rồi. Là mình sẽ đi, mình mang cái thông điệp là mình sẽ đi núi, mình mang thông điệp. Dạ. Nhưng mà cái chỗ mà cô Nguyệt biết hiện sau này cô Nguyệt sẽ đậu lại không? Hiện tại mình biết cái chỗ đậu lại chưa? Chưa. Mới cho cô Nguyệt biết ba chỗ để cho cô Nguyệt lựa chọn. Ba chỗ để cho cô Nguyệt lựa chọn. Cô Nguyệt cũng chuyến đi này nè, mình không tâm điệp xong rồi mình ghé thăm cái chỗ người ta cho mình đó. Có ba người lận cho mình thì mình ba người mà không phải một chỗ, phải không? Dạ. Núi này núi kia. Bởi vì mình mới đi, giờ cái mình thấy chỗ nào hợp đậu lại luôn. Dạ. Phải đi chứ không phải chỗ nào cũng đậu được, đúng không? Thì hợp với mình mới đậu. Còn không hợp thì con Nguyệt vẫn đi lang thang vậy á. Vậy á, không sợ, không sao đâu. Có một thân một mình không sao đâu. Còn có đậu là thì đỡ hơn. Mình ngồi thiền á, ngồi thiền dễ bắt ánh sáng lắm, mau nữa, phải không? Mình đi hoài làm sao không có tịnh được. Nó vậy thôi. Vậy là chắc cũng mốt cũng chắc cũng sắp chia tay cô Nguyệt rồi quá. Tạm thời thôi, giờ mai mốt cô Nguyệt về gặp lại gì mà chia tay. Cái buồn quá à. Ai gì đi xa thôi, khi mà cô Nguyệt về lại chứ đâu có chia tay đâu. Dạ, nói thật sự thì chứ từ lúc mà con chia sẻ cô Nguyệt đến thời điểm bây giờ là cũng khoảng hơn 2 tháng rồi. Dạ. Thì rất là nhiều cô chú mến cô Nguyệt luôn. Dạ. Thậm chí mà nhiều lúc mà có cô chú mà canh ra từng tập của cô Nguyệt luôn á, mà gọi điện thoại con luôn. Con cũng rất là muốn ra những cái tập nhưng mà không biết ra cách nào, tại cô Nguyệt cũng phải còn một số gì việc của cô Nguyệt nữa. Dạ. Dạ, tại vì giờ cô Nguyệt cũng có nói là màn cuối nên dạ, cô Nguyệt cũng tranh thủ làm xong cái số việc để giúp cho mọi người. Dạ. Không, tại vì cái mạng không biết á, không cần kiếm cô Nguyệt đâu. Cô Nguyệt chỉ cái mạng kiếm cái mạng chú Ba Lực á, ví dụ không hiểu cái gì á, kiếm kênh mạng chú Ba Lực á, Vô Thượng Nông á, hỏi chú cũng giải thích cho chứ
cô Nghị chỉ là nói sơ thôi phải không? Chứ tìm hiểu nhiều thì hỏi chú Ba Lực kênh Thần Nông á. Không mà con, theo con là cô Nguyệt. Hỏi pháp á thì hỏi, nếu mà hỏi pháp á thì thì hỏi chú đó sẽ nói cho nhiều hơn. Còn cô Nguyệt là giống như sơ sơ vậy, chỉ dẫn đường vậy. Cô Nguyệt không phải người dẫn pháp, mình hiểu, mình thực hành, thấy hiệu quả, thấy là thật thì cô Nguyệt nói. Còn không thật cô Nguyệt không dám nói đâu. Mà chính cái thật đó mà cô Nguyệt còn là người giống như hồi đầu cô Nguyệt còn không tin nữa đó. Mà bây giờ nó thực hành mà nó màu nhiệm thì cô Nguyệt thấy chà cái này hay. Hay á. Thì thực hành đi là biết. Dạ. Nó không có lộ ra đâu nha. Nó âm thầm vừa khảo vừa vừa thử thách, okay, nó hay chỗ đó nha. Thì mình mới vững tâm là mình mới thành công. Vậy đó, ánh sáng mình nó cũng sẽ thành công, nhưng mà với điều kiện mình thiền nhiều được, thiền nhiều, càng nhiều thì nó càng sáng, càng có cái lực điển quang của cha, mình càng chống lại được nhiều thứ lắm, bệnh tật nè, rồi tà ma nè, thí dụ gì, nó chống lại đó nha, không cần thầy bà gì đâu, nó thật luôn, cái này là con nghĩ nó thật, thực hành đi là biết, cái điển ánh quang của cha mạnh lắm, nó như vậy đó, không không có bệnh nữa, không có tẩu hỏa nữa, ngồi không có tẩu hỏa, con nghĩ nói cái gì á. Quý lắm á. Là theo cô Nguyệt nói là từ lúc mà như mình bắt âm thanh ánh sáng, như cô Nguyệt nói mình ngồi thiền mình luyện á ha. Dạ. Là kiểu như là những cái phần xấu bên cái phần mà linh căn phần xấu là người ta sẽ không có hại. Dạ. Người ta bắt ánh sáng người ta đi tu luôn á. Hay chỗ đó đó. Bắt ánh sáng đi tu luôn chứ nó không có phá mình nữa. Vậy. Còn cái phần bên Cửu Huyền á thì giờ con nhờ cô Nguyệt chia sẻ lại thêm một xíu về phần Cửu Huyền nữa cô Nguyệt. Cũng... với lại năm câu hồng danh nó hẳm mình chưa, chưa nói về cái năm câu hồng danh có không, năm câu hồng danh đâu có tiết lộ, không tiết lộ được, bốn câu hồng danh thì tiết lộ, năm dạ. câu là không có tiết lộ, chỉ có khi mình thọ tâm ứng thầy truyền cho mình, Roma truyền cho mình giữ cho mình thôi, mình không có tiết lộ ai hết, con cái cũng không tiếc, chồng con gì vợ con không có tiếc, mình giữ cho mình tiết ra lộ là mình cái như là mình không ngồi thiền hiệu quả đâu, là chỉ một mình thôi hả? Dạ. Một mình với trong đồng tu của mình á, người tu hành chấm pháp của mình á, dạ. thì cùng biết cái pháp đó, cùng nói ra được. Còn người ngoài mà không có pháp đó đó, không nói ra, cái đó là bí mật của mình, hiểu chưa? Dạ. Không có được nói ra. Ơi cô này đâu có dám nói ra đâu. Dạ. Không phải là xấu mà nó cái đó điều không tiết lộ được. Thì khi vô pháp đi rồi biết. Còn năm hoặc bốn phòng danh ngoài thì vẫn tiết lộ được. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế nè, Địa Mẫu nè, rồi Di Đặc, rồi Ông Dư Ma đó tiết lộ được. Ở trong này cũng vậy, nó ngắn hơn 5 câu nhưng mà không tiết lộ được. Dành cho mình, bổ bói dành cho mình, đi đâu cũng dành cho mình. Ví dụ mình niệm hoài 5 câu này là giống như là có hộ pháp lúc nào cũng bên mình, nó dù mình té cũng có người đỡ. Ra đường xe đụng cũng có người đánh văng ra, đó, con Nguyệt bị rồi. Ghê vậy? Ê, nó màu nhiệm vậy đó. Ví dụ ngày đó năm xưa tháng hẳn, ví dụ gì mình bị xe đụng cái gì mà tự nhiên có người đỡ mình văng đi chỗ khác, có đó bởi vì nó vậy nó hay. Cô Nguyệt hành do bị giờ nhiều người bị đỡ cứu dữ lắm, nhiều cái hay lắm, năm câu đó hay lắm. Nếu có thể mà nói ra thì không có thể ai tin được, không ai tin, chỉ có mình tin thôi. Hiện tại con cũng không tin luôn. Mình thực hành và mình tin, mà mình không phải mình tin, những người đồng tu trước cũng giống như mình bước vô thiền là đều có bị khảo và bị thực hành rồi cho thấy nó mới đặt niềm tin chứ rồi cho thấy nữa chứ, người ngoài không có được thấy đâu, khi bắt pháp rồi mới thấy, tại mình thiền định thì như mình sẽ thấy, nhưng mà phải thầy chú ma truyền cho mình, còn mấy cái thầy kia thì cô không bảo đảm mà nha, mà con biết rồi đó, không biết, còn chỉ có biết chú ma truyền, tại vì ông Ngọc Hoàng là ổng, thượng đế là ổng đó truyền cho. Còn ngày trước là cô Nguyệt nói về Minh Sư Thanh Hải. Sư Thanh Hải Vô Lượng Sư là cái là ngày là đứng đầu rồi thì mình không... ngày đứng đầu là ngày giống như ngày ra ngày độ, độ trước cái mạng đó, ngày ra trước, ngày cứu độ trước, thì những người mà đại căn á độ những ngày đại căn trước, vì đâu phải ai cũng nghe đâu, trời nó hằng hà sa số mà ai nghe, thì mình độ đại căn mình cho về trước đi, là làm đắc đạo trước đi, rồi xong rồi bao giờ bây giờ mới làm ông Roma là độ cho những phần sau này cũng cái từng lớp mà kêu bằng sàng thêm một lần nữa đó, biết không, mà nó nằm gần 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 cái
Việt Nam luôn. Còn cứu Sủ Thanh Hải là nằm ở bên kêu nước ngoài, người ta kêu phương Tây á hả? Phương Tây. Thì những người nghèo đó có đi phương Tây được. Giờ bây giờ phương Tây biết hết, những người giàu Việt Nam giữ bên phương Tây biết Thanh Hải hết. Còn người nghèo rốt cuộc không biết, nó thiệt thòi không? Ví dụ biết có tiền đâu mà đi. Đúng không? Có tiền đâu đi bắt Pháp. Thì ngài mình nói như vậy phải hiểu, ngài mới cho một vệ tử đắc đạo của ngài về Việt Nam, mà gần ngay Việt Nam nữa, về Việt Nam luôn. Nhưng mà hồi đó Việt Nam mình không tôn trọng ngài, không có mời ngài thuyết pháp, thì ngài phải qua Campuchia. Thì ngoài qua Campuchia ngài mở thiền đường, bây giờ cái nước Campuchia người ta được hưởng, thì mình người Việt Nam phải qua Campuchia thọ pháp. À, tại đâu phải tại ngài, ngài đã về núi cấm rồi mà không ai nhận ra ngài hết, thiệt. Mấy năm nào đó giờ ngài phải trở lại Campuchia, cái đó chúng ông trời sắp đặt hơi, biết không? Dạ. Như vậy tùy thật tùy cơ mà ứng biến, tùy cái thời thế nữa. Thời thế hồi đó mấy ông kia đâu có ai tin đâu, mấy ông đó đâu không có ai tin. Chứ bây giờ nó như vậy rồi, nó như làm cái gì cũng ông đế sắp đặt hết á. Thanh Hải với cha là cũng một ông thượng đế thôi đó, vậy chứ không phải gì. Còn cái vấn đề con Nguyệt mới nói gì hay giữa chỗ này nè, con Nguyệt cũng bị luôn nè. Nói tới Thanh Hải thì người ta ghét bên Thanh Hải, có người nói mày đi chừng tâm là sai rồi, sai đường rồi, mà nói nghe luôn. Con Nguyệt cười, con Nguyệt nói nó nói gì kệ nó, con vẫn tin là ngài là thẳng đường, bên này cũng thẳng đường, gặp lại là một cha kiểu bằng lòng. Con Nguyệt nói là trời ơi, mấy người bị dời mẹ dụ á, mẹ dụ mẹ ra cái bài học để khảo hai bên học trò giỏi của mẹ nó có thẳng một đường như cái bài dây chai này không. À, bài dây chai này lúc nào cũng thẳng hết, còn mấy người học giỏi cao á hả, có thẳng không? Rồi xong mấy mốt nó tuột xuống tại vì không thẳng. Vì mẹ nói bên cha vậy thì mình lại phỉ báng, có nghĩa là mình còn cái ngã chấp á, cái bài học đó bị phạm rồi, đúng không? Đó, mày thử nha, cái này mày thử. Thì mai mốt mày tuột xuống học lớp 1 lại thôi, vậy không có gì hết. Không có bị cái gì hết, nhưng mà nó tuột là học lớp 1. Rồi phải từ từ học mới lên cao, thấy không? Đó, cái màn này là màn khảo. À, giờ từ rồi mai mốt xong việc đi. Chỉ nói một câu nè. Mẹ đâu có không hiểu sao mẹ, ví dụ có lỗi, ví dụ cha có lỗi đi nữa, mẹ nó không có quyền la cha đâu, ví dụ vậy, hiểu chưa? Rồi chẳng lẽ cha có lỗi rồi mẹ đi chấp hả, nghe lời đàn con chấp hả, đúng không? Mình phải sáng suốt lên, cái đó là thử thách á. Mẹ giả bộ đóng kịch á, đóng phim á, để cho miếng đàn con này nó có hiếu không, hiếu với mẹ mà không hiếu với cha cũng vậy, hiếu với cha không hiếu với mẹ là cũng như không, phải không? Mình phải hai bên, cha mẹ làm gì mình biết, phải không? Người ta nói xấu mình cũng nghe, người ta nói xấu mình cũng nghe, không? Mình chỉ tôi có cha có mẹ vậy thôi. Cái đó mới là cái bài học bây giờ mấy người bị dướng, nếu mà không như câu Nguyệt nói là bị dướng hết. Ngày nào đó mẹ về mẹ la nè coi, không phải mẹ la đâu, có đâu mẹ ra cái bài học đó hay lắm. Mà hay có một cái nè, cô Nguyệt vừa nói tới cha mẹ ha. Mà nói nhiều cô hết có nói lắm, mà cái clip vừa rồi cô nói cha mẹ là ngày mai cái clip ở trên mạng lại ra, cô kỳ cục vậy đó. Cô Nguyệt mới nói ủa sao kỳ ha, à cái này chắc cha mở cái khẩu của Nguyệt nói, chứ thật ra Nguyệt ít có nói, giống như mình không, cái gì cô Nguyệt không có nhiều chuyện hỏi vậy, mà ai hỏi gì mà nói, đúng không? Mà sao nó trùng hợp, mình thà cha nói trước đi, cái mạng nói trước đi thì Nguyệt nói sao là đúng. Tự nhiên cái ngày mà Nguyệt nói thì cái mạng nó mới ra, ngày nói cái mạng già là ba lần rồi nha. Tại vì nhiều cái câu chuyện như vậy, hiểu không? Để ý mấy người già lại coi. Ông Minh Tệ cũng vậy, Nguyễn nói trước thì cái nào nó già. Nguyễn nói khoảng chừng ba tháng hay gì á, già mà trước gì, ổng già trước rồi. Đó, giờ có nói ổng không có, ẩn đi kêu ẩn đi. Đã bây giờ ổng ẩn rồi đó. Vừa lòng chưa, ổng ẩn rồi. Đó. Còn cái mà ổng đi nhận cái kia bằng đắc đạo của mình giải thích luôn nè, ổng đã đắc đạo rồi nhưng mà trong cái hữu vô hình vô vi thôi, còn cái hữu hình thiệt thì chưa nha, chưa có ra. Để em thấy, để một ngày nào đó ổng hãy đến đó gặp minh sư, gặp sư phụ đó, cái ngày đó mới biết ổng là ai, mới phân giai cho ổng là ổng phật gì, đúng không? Một ngày nào đó ba vị đó phải gặp nhau. Minh Sư Yuma,
rồi Thanh Hải với ổng nữa, hiểu chưa? Gặp nhau là cái ngày đó là ngày tuyên bố là ông Minh Sư Trần Minh Tuệ là cái gì gọi là đắc đạo trên cái danh gọi là trên Trần gian này, phải không? Còn cái ngoài cái hữu hình là họ là một ông Phật lớn đó, mọi người phải hiểu như vậy, chứ không phải nói ổng không đắc đạo. Đắc đạo nhưng mà phải qua một cái tuyên bố ra toàn cả trái đất này nữa chứ, đâu có phải nói miệng không được, đúng không? Ai chịu vậy đó, hiểu đi. Chứ là ông Phật xuống rồi đó, bây giờ có việc nói nữa mất công, thiên cơ của bề trên nói ra cũng vòng vòng, đâu có ai đâu. Một là Di Đặc, hai là ai, Bác Hồ. Vậy đó, việc biết mấy ai nói, con mẹ không phải là thầy bà, nên không dám khẳng định người đó, thấy không? Lại mắt con mẹ đâu có phải như người tia khởi ra, mà mấy người khoanh mở nhãn, người ta cũng biết á, mà con không dám nói nữa nè. Bây giờ, ví dụ vị đó Bác Hồ cũng được vậy, Di Đặc cũng được vậy, hai vị người nào cũng là Phật mà, đúng không? Cái hình dáng cũng giống giống. Yeah. Ừ, Di Đặc là tại vì thời bữa này ngài xuống độ thế thì mình cho gọi là tên Di Đặc là vậy, nhưng mà trong đó thấy cái bóng dáng Bác Hồ có đó, vậy đó. Còn Phật khác cũng cái xác thân Bác Minh Tuệ cũng là khi bằng ta khi xác hội đi, mình nói ví dụ gì, vậy Phật nào cũng sẽ xuất hiện để thuyết pháp cho mình. Nhiều khi người ta thuyết pháp mình đâu có biết ông Phật nào thuyết pháp, nhưng mà mắt nhãn mình mở thì mình biết lúc ông này vô nói, lúc ông vô, hiểu không? Phật này ra nói, Phật kia ra nói, vậy mượn cái xác đó, xác ông Minh Tuệ nói chuyện cho mình nghe. Đó là một nhiệm vậy, phải hiểu vậy đó. Chứ con người cũng thấy giống Bác Hồ á. À, vậy nói Bác Hồ. Vậy là cái tập này tập đặc biệt mà cô Nguyệt tiết lộ rất là nhiều về sư phụ của cô Nguyệt, rồi pháp với lại cái đường đi của cô Nguyệt, với lại cái hướng mà cô Nguyệt chuẩn bị làm tiếp theo. Dạ, thì con cũng cảm ơn cô Nguyệt nhiều nha. Dạ. Cô Nguyệt ở cái video tiếp theo ha cô Nguyệt. Dạ. Yeah.